nay chúng ta trở lại sân cùng với cả thủ môn Khá Bành Nhi. Lên luôn. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một trái bóng đặc biệt. Trái bóng của một người rất là nổi tiếng trên YouTube. Một người chị chúng ta, chị gì? Chị Duy Trung. Chị bạn này. Chị Dậu. Chị Mickey. Không phải. Mà là chị Thơ Nguyên các bạn nha. À, bây giờ chúng ta sẽ, trước khi test bóng này, chúng ta sẽ gọi điện thoại cho chủ nhân của bóng này. Đó là Thơ Nguyên. Ok, thì đây là nick Zalo của Thơ Nguyên. Các bạn thấy là đây, hình ảnh Thơ Nguyễn ở từ đây. Bây giờ chúng ta sẽ gọi thử cho Thơ Nguyễn xem sao nha các bạn nha. Ok. Đồng chờ xem nhá. Chắp tay cổ Nguyễn. Không biết 10 giờ rồi chị Thơ ngủ hay chưa. Khách vừa gọi. Khách vui lòng dạy lại sao. À, có thể là Thơ Nguyễn đang vào rừng quay nên là không có sóng. Đúng rồi. Tại mình thấy mấy clip gần đây toàn là vào trong rừng. Không sao. Anh gọi mạng không? Anh gọi Zalo đi. À, chúng ta sẽ không xin phép Thơ Nguyễn thôi, chúng ta chơi luôn. Để bao giờ gặp Thơ Nguyễn thì sẽ xin phép lại sau. Đúng. Thì sắp tới chúng mình sẽ có một cái buổi chung kết tại giải nhi đồng sắp tới tại Phú Yên. Thì lúc ấy sẽ có Thơ Nguyễn đấy, sẽ giao lưu của chúng mình sau. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào sân để test của bóng Thơ Nguyễn nha. Lúc đấy đi xin so anh ạ. Ok. Trước khi đá thì xin lỗi Thơ nha, Thơ nha. Hôm nọ thì quay clip một lần với cả Thơ, xong rồi Thơ bảo là anh Phúc anh đá bóng đá em nhiều quá. Hôm nọ đi quay không xanh với cả chị Thơ Nguyễn một lần thì chị Thơ bảo thế các bạn ạ. Thôi bây giờ thì ai sẵn sàng chơi bóng với chị Thơ trước nha. Em. Ai đầu tiên? Em chịu hoàn toàn trách nhiệm. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ chơi game đầu tiên ngày hôm nay với chị Thơ Nguyễn ở đây. Có một cái chai nước. Bây giờ nha. Mỗi người xoay được một lần anh ạ. Mỗi người sẽ có một lần xoay chai nước. Ví dụ bây giờ chai nước xoay dừng lại ở bàn anh. Thì tất cả mọi người sẽ phải chạy vào trong kia. Quay sẽ được sút, sút chúng ai thì sút. Ok không? Ok. Trên nước rừng ai thì người sút nhá. Hiểu chưa? Ok, Hoàng là người đầu tiên nhá. Và chúng ta chạy chỉ được chạy thẳng trong khiếu khung hành thôi. Không chạy ra xa nhá. Ok không? Không chưa? Rồi. 1 2 3 bắt đầu xoay. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi. Văn Anh lên vị trí chị Thơ đá. Ra thì Văn Anh vào. Ok, tiếp theo là Văn Anh. Xoay đi em. Lại mà anh tiếp thì hay này. Ôi, đặc biệt hỏi với anh đi. Xuống đi em, xuống đi. Ôi trời ơi. Mày thế. Em cứ tưởng anh Trung. Em nhìn nhầm rồi, cái chai xoay với em mà. Cái chai xoay với em mà. Lần tiếp theo của Huỳnh. Ôi, Duy Anh. Ôi, Duy Anh. Trời ơi. Có vẻ như là không ai xuất chúng bên nào đấy giờ. Ok, riêng qua đi em. Việt Anh. Khá Ba Nhi đã dính đạn. Khá Ba Nhi à. Đến lượt với anh Tung. Tung đi em. Duy Trung. Ôi trời ơi. Chẳng hôn mà. Bao nhiêu cơ hội không thành công, chán đâu. Thêm một quả nữa đi, thêm một quả cho anh vào nữa. Anh cho anh vào quả. Ok. Ok, lượt cuối cùng. Mạnh mẽ lên anh. Ôi, mình ngay mày. Ơ, đây. Mọi người vẫn chưa biết ai đúng không? Em phải là anh, thẳng đứng anh mà. Phải là em. Cô hãy nhường em đi. Như vậy là sau game đầu tiên thì có vẻ chị Thơ vẫn nở nụ cười rất tươi mặc dù nó bị xây xát khá nhiều. Ok, thì bây giờ phần tiếp theo chúng ta sẽ thi đấu như sau. À, chúng ta sẽ bảo vệ chị Thơ Nguyễn. Nhiệm vụ của Huỳnh sẽ là thủ môn nhá. Bảo vệ chị Thơ trên tay nhá. Ok không? Bắt là phải bắt dính nhá để ôm chị Thơ vào lòng rồi. Cố gắng ôm chị Thơ vào lòng nhá.
À, chúng ta sẽ sút penalty ở gôn này đi. Ok, mỗi người sút quả. Sút đi em. Xin lỗi chị Thơ Nguyễn. Xin lỗi chị Thơ Nguyễn. Dứt điểm. Khôi ơi, không bảo vệ chị Thơ Nguyễn được rồi. Xin lỗi chị Thơ Nguyễn. Để cho chị Thơ Nguyễn bay vào lưới đấy kia. Duy Anh. Ok. Dứt điểm đi em. Không vào. Hoan Hô Huỳnh. Tuyệt vời. Việt Anh. Wow. Trúng góc chữ A luôn. Hơi tiếc một chút. Em không dám đi giày, em sức vào mặt chị Đông Nguyễn đâu. Trời ơi, chàng trai này yêu thương chị Thơ quá ta. Rồi, dứt điểm đi em. Đấy, rất là tâm lý luôn. Không, chị Thơ yêu thương khác luôn. Cậu cậu điểm này. Hôm sau sẽ bảo chị Thơ Nguyễn là cậu điểm cho em. Ok. Thế nào mà vứt ôi, đúng là em sẽ sức nhẹ nhàng với chị Thơ Nguyễn thôi. Đây, chúng ta thấy là Huỳnh đã ôm trọn chị Thơ vào lòng rồi. Ok. Cảm giác nâng niu đúng không? Rồi, rồi, ok rồi. Tiếp theo là dứt điểm của Hoàng, chúng ta cùng chờ xem. Cố lên Hoàng ơi. Wow. Không vào. Tuyệt vời. Hay quá Huỳnh ơi. Bye. Ok các bạn ơi. Đúng rồi. Xanh lau chị Đông Nguyên xanh quay. Đúng rồi. Rồi. Wow. Quá hay. Quá là hay luôn. Một sự trở lại của Huỳnh. Nếu các bạn còn nhớ thì hôm trước chúng ta đã tách bóng của Quang Hải. Thì hôm nay sẽ là phần tiếp theo. Bây giờ bóng Quang Hải vs bóng Thơ Nguyễn sẽ như thế nào? Thì nhiệm vụ của em bây giờ bắt gôn tiếp, nhưng mà em sẽ phải bắt gôn bằng cách là dùng bóng Quang Hải để ném vào quả bóng mà bọn anh sút vào. Ok không? Bọn anh sẽ đá nhẹ hơn một chút nhá. Và em sẽ có 6 lượt. Chơi đi Văn Anh. Văn Anh, let's go. Wow! Xuất sắc, tuyệt vời. Quá chuẩn. Quá chuẩn luôn. Hay quá em ơi. Như vậy là vừa xong thì Quang Hải và chị Thơ Nguyễn có một màn hôn nhau trên không. Ok, tiếp tục nào. Lượt thứ hai. Wow. Hấp dẫn, rất hấp dẫn, tuyệt vời. Wow. Thế nào mà anh Hải bay vào trong gôn. Đấy là anh Hải thi thật thân mình để cứu chị Thơ Nguyễn đúng không? Hoàng. Wow. Như vậy là Hoàng là người ghi bàn. Tuyệt vời. Em đã bảo là em sẽ thay các em ghi bàn mà. Ok. Là người anh mà. Người anh mà. Đây, đây là số điểm của Việt Anh. Wow. Xuất sắc. Tuyệt vời. Quay vào 100%. Okay. Anh đừng có gãy to. Không vào khá bảnh đâu. Ôi. Anh thấy em có không? Wow.